Rồi, lời đầu tiên xin chào tất cả anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em tổng cộng là 9 con máy. 9 con máy này là 9 con máy hàng bãi. Hàng đã qua sử dụng, có ngoại hình có xuất sắc theo thời gian, nhưng chất lượng thì em đảm bảo với anh em là bao. Rồi, để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Rồi, cảm ơn anh em nhé. Rồi, đây là máy số 1. Đây, một con Diamond dòng tua là 4.2.1 này. Đây máy chạy Baturin, con lăn lăn ngoại hình xuất sắc theo thời gian nha. Máy cứ ok để em kiếm thông số xem. Con này xây tương đương với là xây 7.000 8.000, hàng Diamond, hàng nội đi Nhật nha mọi người. Đó, ngoại hình xuất thời gian con này cũng khoảng 80%, hoạt động thì em bao anh em là 100%. Đây con này em nói trước luôn, con này là chỉ quay tay phải thôi, không quay tay, không có đổi tay được. Anh em là tay phải đi hốt con này về cảo cá, bao cảo nha, rất là phê. Rồi rồi bán rẻ con này luôn 300k nha mọi người, 300k cộng ship, hoạt động ok, tay quay dặn nha. Đó, 300k cộng ship, máy số 1 300k. Rồi, tiếp theo là con máy số 2, một dòng Daiwa 7500, chạy 3 mặt đạn nha mọi người. Đây con lăn này được độ lên, cái cục này là cục đá nha, nó hạn chế ăn mòn. Đó, cục đá, cục sứ gì đó, hạn chế ăn mòn. Đó, còn lăn nhau người cục này lăn nha. Đó, em bán máy em test con lăn trước cho mọi người hết, con lăn lăn em mới bán. Đó, máy quay nè chân chu. Máy hỗ trợ là cốt bấm, cốt trợ lực, cốt trợ lực trong đây nha mọi người. Đó, chiếc cơ bên này đây cứ ok, hoạt động ok. Nó mắc tem bên đây, ngoại hình xuất thời gian con này xe tầm 10.000 nha mọi người, cốt trợ lực xe tầm 10.000, hàng nội địa Nhật. Đó, lấy cứ ok nè. Đó, rồi giá cho con này bay luôn 350k, 350k cộng ship nha mọi người. Nói chung thì con này anh em về mà chưa ai cái gì đó, hàng này là hàng đã qua Mỹ cái gì đó. Đây đó, chả biết hàng đây qua xuất Mỹ đó, nó là vậy đó. Rồi máy số 3 350k, hoạt động êm mượt nha. Rồi máy số 4, đây máy số 4 là một con Olympic No, con này là Olympic No 2. Đó, ngoại hình đây. Đó, máy có thông số, đọc thông số mọi người xem. Cước 8 được 240 m, cước 10 được 110 m. Dòng tua 1.4.7, nặng là 750 g. Máy hoạt động chân chu. Anh em đánh biển thì đánh con này bao đánh. Máy có phá âm nha mọi người. Đó, đó, bên ngược nè, đó, bên trái nè, đó, bên sóng nha, đó, kêu rất là đã. Đây cứ ok nè, đó, còn đang lăn nha mọi người, nó còn lăn bằng đà, bằng sứ, hạn chế ăn mòn, lăn nha. Các tạm này đó, nói chung thì con này xuất sắc thời gian nhưng hoạt động ok, anh em mua về cảo cá thì bao cảo nha. Hàng Olympic nội địa Nhật. Rồi giá thẳng luôn, công khai. Đó, giá công khai 450k. Đó, máy xấu bán theo giá xấu 450k nha mọi người. Máy này xin đơn với xe 10.000. Rồi, tiếp theo là con máy số số 4. Đây, đây là con Olympic EX Carbon. Đây máy để carbon trong đây, chỉ là carbon, toàn thân là carbon hết.
Ngoại hình con này tầm khoảng 85-90%. Hay lòi hoa quăng, chạy hai mặt đạn. Đó. Xây tương đương với lại là xây 4.500-5.000. Cước năm 170 m. Hà Nội đi Nhật nha mọi người. Máy hoạt động ok chân chu nè. Con này là con số 1 của clip trước em đăng á. Vì quên xiết con ốc á, ra ngoài cái nồi hay lắc gì, lắc dữ hơn cái này nữa. Không anh trả lại, thôi đem về đây xiết ngóc lại bán lại. Đó. Hoạt động ok nha. Đó. Rồi. Đây, tem đầu đây, đó. Giá công khai máy này luôn 450k nha mọi người. Đây carbon, carbon tit. Đó, máy số 4 450k. Đó, hoạt động ok hết. Con này thì con lăn quẳng lăn nha mọi người nè. Đó, hàng em bán ra test con lăn này trước cho mọi người hết. Rồi, tiếp theo là con máy số 5. Đây, một con hàng đẳng cấp. Một con đến từ thương hiệu Tam Đai Hoa, dòng tua là 6.2.1. Đó. Ngoại hình khá là ok, ngoại hình con này tầm khoảng 90%. Đây nồi không bị xước. Đây hàng nội địa Nhật. Chiếc đuôi chuột. Đó. Máy hoạt động ok. Êm mượt. Thích hợp cho anh em nào đi câu cá lăng, câu lua, câu chê, câu tra cũng được. Con này hỗ trợ cốt cho lực nha mọi người. Đây cốt cho lực đây, đó. Đặc biệt nè, còn nè, đó, đá, đập nè, đó. Anh em cứ trả ngược lại là ngay cái tay này của anh em luôn. Đó. Đó, anh em có thể cầm đi luôn cũng được. Đó. Hoạt động chân chu. Xây tương đương con này á, xây tương đương tầm khoảng 3.000. Cước 3 được 150 m, cước 4 được 200 m. Xe tương đương với 3.000. Hàng này hàng chạy 3 mặt đạn nhé. Đây, hàng chạy 3 mặt đạn. Dòng tua là 6.1, 6.2.1. Dòng tua rất là nhanh cho mọi người. Nó hoạt động chân chu. Đây, tay quay nó đây. Nó, tay quay nó vậy đây. Đó. Đó, tay quay xin luôn. Đó. Hà Nội đi Nhật nè mọi người. Đó. Bên sóng nè, đó, ship của bên nào đó. Rồi, giá công khai máy luôn. Đó, giá công khai 500k nha mọi người. Đó, để trả lại là ngay cái này nè. Bóc. Bóc dục, bóc dục. Đó, cộng chân chu. Con lăn lăn nha mọi người, test hết cho mọi người rồi đó. Rồi. Máy số 5, giá 500k. À, tiếp theo là con máy số 6. Một con tay qua hàng Nhật. Con này con Milomax 7.000. Con này ngoại hình tầm khoảng nồi thì còn rất là bóng. Nói chung ok. Ngoại hình tầm khoảng 85%. Đó. Đó, máy hoạt động ok nha mọi người. Máy ngược ok, quay tới ok, quay lui ok. Máy này có cốt trợ lực. Test cho mọi người xem luôn. Đây, cốt trợ lực, cốt rất là to. Những dòng câu cá lớn á, thường là có cốt trợ lực hết nha mọi người. Đây, con lăn vẫn lăn nha mọi người. Đó. Test cho mọi người xem. Và tổng chân chu. Để em đọc thông số cho. Con này có xây tầm xây 10.000, 11.000. Đây. Cước mở được 250 m, cước 12 được 210 m. Đó. Rồi, máy này có giá công khai là 1 triệu nha mọi người. 1 triệu cộng ship. Máy số 6 giá công khai 1 triệu. Rồi tiếp theo là dòng ở trên này là tổng cộng là 3 con ếch nết hết nha. Anh em ưng con nào chốt con đó. Đây, đây một con ếch nết 3000C. Dòng này thì con lăn lăn à, có tặng độn nồi nha mọi người. Con này tặng độn nồi. Xe tương đương với là xe 7.000, 8.000.
cước 7 được 210m, 7.000 8.000 mắc tem đầu, hàng nội địa Nhật, tặng động nồi đó, nồi ở trong đây. Nói chung thì máy bãi thì không có trách được, không có mới giống như mấy con máy, lựa từng máy còn hợp được. Đây nồi ok nha, em quay cho mọi người. Cái này là nó dính keo nha mọi người đó, nó trộn bị ok đó. Máy có phá âm, hàng nồi đồng khối đá, nhông đồng thau đó. Nói chung thì hoạt động nó cũng ok, không im, không im như những con máy mới. Rồi máy sau nói vậy đó, giá này công khai luôn, giá này 900k cộng ship nha, hàng đồng thau đó. Quay ngược ok nè, quay tới ok nè đó. Máy này 900k còn 900k, máy số 7 900k. Đó, tiếp theo là con máy số 8. Đây, máy số 8, máy này ok. Cũng là con Daiwa Adat 3000C. Hàng nội địa Nhật. Con này hoạt động bao ok, bao mượt bao ok. Còn tem đầu. Nồi đây, nồi thì nó bóng hơn con kia rất là nhiều luôn. Đó anh em, em test cho mọi người xem hết con lăn tại quay gỗ, hoạt động trơn tru nha, mượt hơn con số 7 rất là nhiều đó. Quay ngược ok nè, nó bên sóng nè, nó lấy cước ok nè, nó tem hàng nội địa Nhật. Đó, xe tương đương với con này cũng là xe 7.000 8.000 nha mọi người. Đó, 7.000 8.000 Shimano. Hàng này em nói đảm bảo với anh em, em bao cho anh em câu luôn. Câu những thể loại này thì bao, câu cá cha, câu gì. Tại vì là nhông đó là nhông đồng thau, rất là bền. Trừ khi anh em đập, anh em đánh bạo lực dữ lắm thôi nó mới hư thôi. Đó. Rồi, con số này là con số 8, giá 1.200.000 nha mọi người. Con này giá 1.200.000 nha. Máy số 8, 1.200.000. Tiếp theo là con máy số 9. Đây là một con Daiwa khá là hiếm. Con này con Daiwa SS 5000 LB S. Con này con tay thắng nha mọi người. Để dùng tay thắng, nhông là nhông đồng thao. Lấy cước ok nè. Lấy cước nè đó. Máy sử dụng cốc trợ lực. Đó. Đang xì lì luôn. Đây nó. Xây tương đương với là xây xây tương đương với là xây 9.000 10.000 đó. Cối còn rất là mới nha mọi người. Dòng này thì hiếm khỏi bàn này. Xe tương đương với 9.000 10.000 cốt trợ lực. Đó. Đặc biệt con này là quay đây. Đó, dòng quay nó trơn, sử dụng nhông gờ nên nó quay vậy, dừng lại nó vẫn quay thẳng. Đây tổng quan máy cho anh em xem đó. Rồi giá công khai máy luôn, giá công khai 1.000.000 cộng ship nha mọi người. Máy số 9 1.000.000 cộng ship. Máy này hình như là phá cò kêu hay gì, máy này quay không kêu. Anh em đừng có tưởng tượng nó quay mà nồi không lên nha. Cái này là do chức năng cơ cấu của máy làm vậy thôi. Đó. Rồi, máy số 9 giá 1.000.000 cộng ship. Rồi nha. Rồi, anh em nào mua máy của em thì em cho kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi hoặc không như clip em test cho anh em, anh em có thể gửi lại cho em. Rồi, cảm ơn anh em.